Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc máy bay tiêm kích Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Không quân Việt Nam mất tích sáng ngày hôm qua, trong sáng ngày hôm nay, một tàu cá Hà Tĩnh đã cứu sống thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường. Đến thời điểm hiện tại, anh Nguyễn Hữu Cường đã được đưa vào bờ an toàn. Quân đội và tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai tìm kiếm thượng tá Trần Quang Khải vẫn đang mất tích trên biển. Theo nguồn tin riêng của VTC14, tàu cá Hà Tĩnh cứu được phi công Nguyễn Hữu Cường mang phiên hiệu HT20219TS. Tàu phát hiện phi công Cường ở trên biển vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, ngày 15 tháng 6. Ngay sau đó, chủ tàu đã thông báo cho cơ quan chức năng bằng máy ICOM. Vị trí phát hiện phi công Cường ở tọa độ 19 độ 14 phút vĩ Bắc và 106 độ 28 phút kinh Đông, cách vị trí nghi máy bay gặp nạn ban đầu khoảng 28 hải lý về hướng Đông Bắc. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thông báo cho chính quyền địa phương, ngư dân hoạt động ở khu vực đảo Hòn Mắt và vùng biển xung quanh tìm kiếm. Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Nghệ An điều 3 tàu cùng 35 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm ở khu vực trên. Và chúng tôi đã có mặt ở cảng cơ hội khu vực ở đơn vị đóng quân của Hải đội 2 và tất cả mọi công tác chuẩn bị để đón phi công rơi từ máy bay Su-30 được đưa vào bờ. Thì công tác cứu hộ và đón phi công Nguyễn Hữu Cường đang được các lực lượng chức năng ở tỉnh Nghệ An chuẩn bị ở khu vực cầu cảng. Và đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại lúc này là 13 giờ chiều. Đến khoảng 13 giờ chiều nay, tàu của ngư dân và các tàu cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cập bến cầu cảng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An. Phi công Nguyễn Hữu Cường đã từ tàu biên phòng BP349801 bước lên bờ trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, không cần phải lên xe cứu thương. Ngay sau khi cập bến, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được đón và đưa về Sở Chỉ huy Tiền Phương. Cùng đi với đoàn phi công Cường còn có ông Phạm Văn Lệ, chủ tàu cá, người đã cùng các anh em thuyền viên phát hiện và cứu vớt phi công. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các đơn vị quốc phòng cũng đã tặng quà cảm ơn và ghi nhận tinh thần của ông Lệ cùng các anh em thuyền viên. Nghe tiếng kêu cứu, không biết lúc đầu thì không biết là tiếng kêu cứu đâu. Cứ bảo nghe tiếng thuyền ơi, đi ra tôi lấy đèn pin tôi rồi. Phòng tương đối khoảng vài 30 mét ấy. Thế là thấy cái bóng đen, sau đó có một cái ánh sáng là anh Cường quẹt diêm sao. Thế là sau một lúc sau tôi mới phát hiện là tiếng kêu với. Nên bảo với anh em thôi thì buông thúng. Thuyền thúng xuống, thả neo ra rồi chạy lại cứu vớt anh lên. Trước đó, những người thân của phi công Nguyễn Hữu Cường đã có mặt từ rất sớm tại khu vực cầu cảng Cửa Hội và ở nhà điều dưỡng quân khu 4 để theo dõi và chờ đón phi công Cường. Sau khi phi công Nguyễn Hữu Cường được đưa về bờ an toàn, niềm vui và hạnh phúc đã vỡ òa. Sáng ngày hôm nay thì thấy thông tin là một ngư dân được cứu em tôi. Đấy, thì tôi rất mừng, vui và nói thế là không có cái gì có thể tả được, rất hồi hộp. Tôi chờ từ đó cho đến lúc tôi ra nghe thông tin là thuyền của tàu của Hải đội 2 đồn biên phòng Nghệ An ra đi đón em tôi ở chỗ anh ngư dân đấy. Cứu em tôi ấy. Thì tôi ra đó tôi chờ thì qua một thời gian tận gần 2 giờ thì bắt đầu tôi quay lại thì tôi chứng kiến là anh em tôi vẫn khỏe mạnh và về thì vẫn tôi rất là vui mừng. Phi công thứ hai trên chiếc chiến đấu cơ chưa rõ tung tích là thượng tá Trần Quang Khải, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn không quân 923. Trao đổi với phóng viên BTC14, ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho hay, tại điểm được khoanh vùng vết dầu loang, tàu của nhiều lực lượng hỗn hợp đã làm nhiệm vụ suốt đêm. Tỉnh Nghệ An điều động 56 tàu, trong đó có 50 tàu của ngư dân, 3 tàu của Hải đội 2, 3 tàu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng hàng trăm người phối hợp với lực lượng chủ trì của quân khu 4, tập trung rà soát quanh vùng nghi máy bay gặp nạn. Một số tàu cỡ lớn của Hải quân với trang thiết bị hiện đại đã tiếp cận điểm này để tăng cường tìm kiếm.
Trên con tàu cứu hộ từ biển vào bờ, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công của chiếc Su-30 MK2 gặp nạn sáng ngày hôm qua, đã chia sẻ với phóng viên của VTC14 về thời khắc bất ngờ khi mà dù bắn ra từ khoang lái và cũng nhìn thấy đồng đội là Thượng tá Trần Quang Khải tiếp nước. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến sự việc qua lời kể của Thiếu tá Cường ngay sau đây. Anh nói chung có ổn rồi, chỉ đau tay một tí mới đau lưng một tí thôi, không có lâu cơ bản ổn. Thì nhưng nguyên nhân được làm thì chưa tìm ra, nguyên nhân anh cũng bất ngờ, tức là sự kiện bất ngờ như thế, anh chưa nói được điều gì về cái sự kiện đấy cả. Còn lúc mà mở dù ra hay lúc anh phát hiện ra được rồi thì là lúc anh thấy thì là bù dù bung ra thì bắt đầu là thấy anh ba dù đều bung ra cách nhau tầm 2-3 cây thôi, nhìn thấy nhau mà không được tiếp nước. Thì lúc là bởi vì là ở đấy thì không thể nhìn thấy nhau, nhìn lúc nào xuống nước thì lại phải mỗi người một cái, lúc cách xa nhau là không nhìn, sóng nó to không nhìn thấy nhau được. Thì lúc mà xuống đất rồi, xuống dưới nước rồi thì anh cũng lúc đấy mình tính thôi, cứ trèo lên thuyền rồi làm lấy phao cứu hộ nữa thôi. Xong là lên thuyền thì mình cũng xác định là phải xác định ở lại di chuyển 4-5 ngày, để dùng cái gì phải tiết kiệm nữa thôi. Sau một đêm thì ở dưới biển thì nói chung là cũng có nhiều suy nghĩ, nói chung là nhiều tâm trạng.